Kính chào bà con, ngày hôm nay thế chia sẻ với bà con cái độ của giống BB255. Nhiều bà con cũng thắc mắc và cũng có nhiều thông tin nói rằng cái độ của BB255 là nó thấp. Và cái giống BB255 thì đang được trồng và đang khai thác và đang còn cạo kéo ở nông trường cao su Minh Hưng thuộc công ty cao su Bình Long. Thì cái giống BB255 á, nó được xếp vị trí chủ lực, đứng vị trí số 1 ở nông trường cao su Minh Hưng. Không biết ở những nông trường khác như thế nào, nhưng nông trường cao su Minh Hưng của công ty cao su Bình Long thì xếp cái giống BB255 là đứng vị trí số 1, và trồng mới hay là gì đó thì nông trường cũng ưu tiên trồng cái giống BB255 trước tiên. Thì cái độ của giống BB255 thấy cũng được thấy được thực tế, cũng như là được các anh chị ở công nhân lâu năm có chia sẻ. Thì những năm đầu của cái giống BB255 á, cái độ của nó là 29 đến 30 độ, và năm thứ hai mở kéo mà năm thứ hai là nó sẽ trên 30 độ, và càng về sau thì nó càng tăng lên. Và cứ càng về sau mà càng lên đục nữa thì cái độ nó sẽ cao. Đầu mùa sau khi mà mình khai thác được khoảng chừng 2-3 năm rồi á, thì đầu mùa bà con mở mở cạo thì nó sẽ trên 40 độ, và sau đó nó sẽ xuống còn mức quân bình là khoảng 35-36 độ, là những năm về sau. Còn năm năm khai thác đầu tiên á, là nó chỉ tầm là 29 đến 30 độ. Tức là cái độ của cái giống BB255 nó cũng là cao chứ không có thấp nha bà con. Và bà con muốn là loại thuộc loại giống cao su là độ cao, và bà con muốn độ nó cao thêm nữa thì bà con bón phân, chăm sóc đầy đủ, chăm sóc kỹ nó thì nó sẽ có độ cao. Giống như cái lốc BB235 ở trên đây thấy có chia sẻ với bà con á, bà con tưới phân heo nè, tưới rất là nhiều, cũng như là bỏ phân hóa học nữa. Có 3 mẫu mà tưới gần 100 bồn bồn nước phân heo á bà con. Thì đầu mùa mở mở cạo cạo á, đầu mùa năm nay á, mở cạo là 50 mấy độ. Sau đó khoảng 2 tháng thì cứ cạo D2 mà nó giữ mức là 42 độ bà con. Thì hiện giờ thì nó không còn được 42 độ nữa, nó tầm 38-39 độ. Như vậy thì giống độ cao hay độ thấp là phụ thuộc vào giống là đầu tiên. Sau đó là vào chế độ dinh dưỡng. Thì ngày hôm nay Thế cũng chia sẻ thắc mắc giải đáp của các anh chị bà con về cái giống BB255 là độ cao hay độ hấp ha. Thế cũng rút lại với bà con là BB255 trồng năm khi mà mở miệng kéo năm đầu tiên là 29 đến 30 độ. Năm thứ hai là nó sẽ trên 30 độ, và càng về sau thì cái độ nó càng cao. Và cái đặc điểm ưu việt của cái giống BB255 là nó kháng bệnh và nó tự tạo tán cho nó, mình không phải cắt đọt tỉa cành. Da thì nó dày, da mềm dễ cạo, và vỏ tái sinh á, thì nhiều bà con cũng có những cái vườn giống BB255 á, thì bà con nói là sau này da tái sinh cạo nó cũng ngủ nhiều. Thì Thế cũng chia sẻ hết ngày hôm nay cho gửi đến tất cả bà con đang thắc mắc về cái giống BB255. Video đến đây Thế xin phép kết thúc và hẹn gặp lại bà con ở những video khác.